Hello, chào cả nhà. Hôm nay Lan đi ăn thử bánh cuốn sưng nha. Cái tiệm này lúc trước là tiệm đồ ăn Nhật các bà con. Rồi bây giờ là Nhật nó dẹp rồi, người ta mở bánh cuốn sưng. Bánh cuốn sưng nè, bánh cuốn sưng mới khai trương nó đây nha. Bây giờ Lan vô đây Lan order cái này. Bánh cuốn sưng. Lan đang ngồi trong nhà hàng bánh cuốn sưng nha, mới mở cái bữa trầy ở lúc trước. Nhà này là nhà hàng Nhật các bà con, người ta đổ đợi nha. Rồi Lan mới kêu một cái bánh cuốn tôm thịt mix với nhau, cũng như là có tôm mà có thịt luôn với chả. Chút xíu mình ăn thử coi nó là sao. Mới khai trương ở đây đắt lắm, đông dễ sợ. Đây Lan kêu dĩa bánh cuốn tôm thịt nha, để Lan hỏi có phải không. Rồi cái này đem lộn ra bánh cuốn thường rồi nha, nhưng Lan ăn luôn nha. Bánh cuốn thường với chả thôi, bánh cuốn thường với chả chứ không có tôm thịt. Rồi mời cả nhà. Ở đây thì Lan thấy nó bán hơi khác hơn mấy chỗ khác nha. Tại vì thường thường mình ăn bánh cuốn phải ăn giá trụng nha bà con, với dưa leo, quế, mà ở đây thì cho ăn rau sống với giá sống luôn. Đó, thôi giờ Lan mời cả nhà nha. Ăn thử coi nó ra làm sao đây. Rồi giờ Lan bỏ giá vô. Bỏ giá vô rồi để nước mắm làm vô. Thì đây Lan thấy có cha cho 3 miếng chả heo nè. Đó, giờ để Lan để nước mắm vô mình ăn thử coi nó làm sao biết liền nha bà con. Chút xíu mình Lan nói cho nghe nha. Dĩa này thì bánh bánh cuốn thì Lan thấy cũng ít chứ không có nhiều nha. Lúc trước Lan có ăn trên sân sai thì bánh cuốn ta làm thấy nó nhiều hơn, chứ người ta cho ăn giá trụng này sao cho ăn giá sống không biết nữa, coi nó có đúng ru không cả nha. Rồi thôi Lan chan nước mắm vô, Lan mời cả nhà nha. Đặt cái máy ngay cái góc này, Lan quay phim mặt Lan tới hù, bà con coi thông cảm nha. Rồi Lan mời cả nhà ăn thử bánh ướt bánh cuốn. Bánh cuốn đây, nguyên dĩa đây. Rồi Lan mời cả nhà ăn coi nó ra sao nha. Chấm miếng nước mắm là vô. Bánh cuốn thì nó mềm mại nha bà con, nhưng cái giá với cái rau sống nó làm lẫm chỏm lẫm chỏm, ăn nó thấy giống như không có quen sao. Tại nhỏ tới giờ mình ăn giá trụng không à, tự nhiên nay ăn giá này nó thấy hơi lẫm chỏm nha. Đó, chả lụa thì rất ngon nha, chả lụa tươi ngon, mới làm tại chỗ thì ngon lắm. Con cái không có hợp cái vụ giá thôi, chứ bánh cuốn nước mắm đâu cũng ngon. Chả lụa ngon. Thường thường Lan ăn bánh ướt thì giá trụng, dưa leo sắc bằm ra rồi ăn chung với quế, chứ thường thường ít ăn với rau thơm lắm, nó ngon hơn đó. Người miền Tây thì ưa ăn gì á. Rồi thôi Lan mời cả nhà nha, ăn thì cũng not bad được. Lan mời cả nhà uống trà nha. Uống miếng nước trà rồi đi chợ mua đồ ăn về. Đặng chiều nay tối nay làm lẩu hải sản ăn, gái Lan lên ăn nha. Rồi Lan mời cả nhà uống trà rồi mình đi chợ. Để thôi ngồi chợ người ta dẹp, bây giờ này cũng 11 giờ mấy rồi, 12 giờ. Hello, chào cả nhà. Nãy giờ Lan vô ăn bánh cuốn sưng nha. Đắt đông lắm, nhưng mà mình ngồi cái bàn nhỏ quá không có quay được hết cái hoàn cảnh trong nhà hàng nha. Với quay chúng chị em ta ngồi ăn mình cũng thấy ngại á bà con. Bây giờ mời cả nhà đi chợ với Lan nha. Lan đang đi chợ phút rầy. Hồi lúc trước ở đây vui lắm nè, đi ra tới đây là Lan nhớ mấy dì ở đây bán đồ à. Bây giờ mấy dì không có còn bán nữa rồi, không có vui như hồi xưa nữa rồi. Lúc trước nguyên cái dãy này mấy dì bán đồ, rau cải trái cây gì ở nhà trồng cái gì bưng ra đây bán. Bây giờ dẹp hết rồi, cao sồ nó bắt nên mấy gì không có bán nữa. Nói chung cao sồ người ta muốn cho bán nha bà con, nên mấy gì không có bán nữa, dẹp hết trơn rồi, không còn nữa. Ồ, chó ngồi thấy thương quá đi. Ồ, mặt đẹp trai quá. Hồi lúc trước ở đây nè bà con vui vui sung lắm mình đó đó.
Rồi bên đó là bay lồ cũ đó, rồi bị cháy tới giờ ta chưa có cắt lại nha. Cái này đối diện với bay lồ cũ nha. Giờ khúc này ta ăn uống đồ ngon, ăn uống rất là vui nha bà con. Ta ngồi tới hết bàn, cái thằng Tây nó bưng cái chén đồ ăn lên, nó đứng trước đầu xe nó ăn đấy, cần hiểu không? Quá tài đắt quá, không còn bạn ngồi trước nữa, nó mua đồ ăn đứng bưng để trên đầu xe nó đứng ăn tính queo à. Nói chung muốn mua đồ mà Việt Nam mình cái gì thì phải ra đây nha bà con. Đông, người ta đông lắm nha. Khu này là khu người Việt ở Phú Rầy. Ta đang sắp hàng vô tăng thành lợi, người ta ăn đồ đó bà con, đông lắm, đắt lắm. Ta sắp hàng ăn tăng thành lợi nha, mua bánh mì. Đi đang đi dài tới nha. Lan vừa đi ngang cái chú kia nha, nói chuyện thiên cơ từ sáng tới chiều nha, mà đeo vàng đỏ cổ hết trơn nha bà con. Nãy giờ Lan mới vô tiệm mắt kính, hẹn cho anh đi 3 tuần nữa mới đi khám mắt được. Rồi bây giờ Lan đi chợ Phú Rầy. Nguyên cái con đường này là khu toàn bộ là người Việt mình 90% mà nha bà con. Bán đồ đồ vui lắm. Chưa à. Ra chợ Phú Rầy vui lắm nha bà con, lên sân sai cũng vậy nữa, người Việt mình ở đây đông vui lắm. Quán cà phê này ngon lắm. Ở đây mua đồ coi. Quán cà phê hộp. Wow, nghêu ngon quá nè. Nhiều cá, tôm, còn ngưng rồi. Hello chị. Đây. Đây, lấy cho em bầu ngư đi. Bao nhiêu? Đếm con được không? Khoảng 20 con. Đếm con ha. Đếm con cho em đi. 20, 21 con vậy. Mấy này bự nữa nè chị. Mà đếm một lần đó là được nhiều rồi. Cái này là sống á, chính rồi. Thì nó đang sống nè. Nó đu với nhau đó. À, còn mấy con này nữa chị, hai con này. Đó. Đủ chưa? 20. Rồi thêm hai con nữa đi. Rồi, cảm ơn. Chế lấy cho em ký nhiêu vậy? Lấy gì đây? Tôm, cá, tôm. Cá tôm, cá tôm. Tôm hơi gỡ, thôi không ăn. Rồi, có gì nữa không? Cho học. Đây, đang đi tìm chỗ chợ thịt ba con. Chắc phải nghiêng bên luôn nè. Trời ơi, mua thịt vui không? Khu người Việt nha. Giờ đi lên thang máy đi, đi xuống nữa. Đồ ghẻ đông đá. Cá, chiêu, tôm. Các con này có 26 đồng vậy ta. Cái hủ này gì ta? Hai vợ chồng mày đang phân chia tài sản cái gì vậy? Hả? Cái
cái gia tộc mày đang chia tài sản cái gì đó. Ăn lẩu, ăn lẩu. Ở đây mới mở cái nhà hàng Nui Nù Ba mì. Mì mình ăn cái gì mình lại mình kêu người ta xào cho mình. Ôi. Ở đây mới khai trương nhà hàng Thái nữa nè. Mấy món Thái nè. Curry, cơm rè, mật khí trộn. Bữa nào lại ăn thử. Lan đang ở trong khu Rai Market nha. Ở đây cái food court nè. Food court ở bên Rai. Đi mua rau cải về ăn lẩu. Cái xanh, cái bắp xôi. Rồi để Lan cúp máy Lan mua cái nha. Cúp máy mua rau cải nha. Không có chỗ đậu xe, Lan đậu tới trên nóc nhà. Trên này lại bộ ba trên này nè. Ở dưới đắt quá trời đầy á. Giờ để mở cốp xe. Đậu xe tới trên nóc trên này không có chỗ rồi nghe bà con, đậu tới mị trên này nè. Trời ơi, tới trên thăng sân thượng rồi. Lan ghé vô tiệm bông, đi vô trong coi mua bông nha bà con, về nhà trứng nha. Ở trên đường Alexander Mountain ở Nodiphone đó bà con, chỗ này là Nodiphone nha. Thì ai muốn mua mình shop lên chỗ này nè, trong này bán bông nhiều lắm đó. Mình bấm lên cái chữ đó, chúng ta có số điện thoại nè. Ở mép ngoài này bán rất nhiều hoa lan nha, lan đĩa. Rồi bây giờ để Lan đi vô kho lạnh nha. Để vô đây tự mua. Vô đây Lan mua bông nha. Hoa nào đây, hoa hồng. Cái nào dài dài mới được chứ. 35 đồng hai bó. Quệ. Chắc mua nào ta bó sẵn quá. Mua bông về nhà trưng nha bà con. Để coi có bông gì không. Mình coi có bông nào đẹp đây. Wow, bông này cũng đẹp nữa nè. Wow, đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi. Ủa nè, bắp cải nè. Bông bắp cải nè, 15 đồng nè. À, nó có bông bắp cải nha. Đây nữa nha. Đúng rồi, vậy là nó có. Còn bên đây là cải kheo. Nó được xịt rịch nha. Đó, ngộ quá nè. Có bắp nhỏ của gàng nè. Cái này. Bông gì đây, có mua bông gì về trưng cho nó đẹp đây. Chắc mua hoa hồng quá. Bạch hộp gì tới 53 30 đồng bó à. Bạch hộp đi. Gì đây trời, muốn mua gì đây, tao lựa bông hồng đi, bông hồng 35 đồng bó. Cái này 20 đồng cũng đẹp nữa nè. Lan cốc máy, lan lựa cái à.
bông rồi nha. Qua wow, Lan ra trả tiền gặp cái bạn này làm cái bông đẹp quá. Lan tưởng là cái giống mới, bạn nói không phải, bằng bẻ bẻ cái nhánh nó ra thành cái bông vậy đó bà con. Tội nghiệp, bạn hỏi mày thích không thích tao tặng cho mày á. Rồi thôi Lan đốp luôn, say thank you lấy. Lan mua bông về nhà trưng nha bách hộp. Cái bông này là hoa hồng bà con, cái cho cái bạn đó trong tiệm bông tặng cho Lan nè. Cái hoa hồng Lan tưởng đâu cái giống mới, bạn nó nói không phải, bạn nó mở ra mà cái xếp lại nè. Ôi khéo tay dữ vậy, mở ra cái xếp lại nó thành là cái bông gì nè. Wow đẹp ghê chứ. Rồi ra xe đi về. Lan xin chào cả nhà nha, hẹn bà con lại clip sau. Nếu ai ở gần khu này lại đây mua bông để bán rẻ nha bà con. Thôi Lan mến chúc bà con cuối tuần vui vẻ. Lan xin chào cả nhà, hẹn bà con clip sau. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ dùm Lan. Lan cảm ơn rất nhiều. Bye bye cả nhà.